Con Trân Bùi xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng các cô chú, anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tìm lại con đường xưa ở Sài Gòn, tức là những con đường trước năm 75. Thì trong video trước thì con đã mời các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nhìn lại những hình ảnh của con đường Bến Vân Đồn ở quận 4. Một con đường thì cũng rất là xưa ở Sài Gòn. Bây giờ thì con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta ra quận 6. Và con xin gửi đến các cô chú, anh chị và các bạn hình ảnh con đường Bình Tây. Thì con đường Bình Tây này là một trong những con đường cổ nhất của quận 6, tức là của Chợ Lớn đó các cô chú, anh chị. Nó bắt đầu từ ngay chỗ đường Trần Quang Kiểu hồi xưa, bây giờ nó là đường Võ Văn Kiệt, cho đến đường Bảy Sậy. Nó dài 296 m, và con đường này có từ thời Pháp đến nay và chưa đổi tên lần nào. Về cái tên Bình Tây, nó là một tên thôn ở vào đầu thế kỷ thứ 19. Đó là sơ lược về lịch sử của con đường cũng như là cái ý nghĩa của cái tên gọi Bình Tây. Thì bây giờ con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ một vòng, đi một vòng quanh con đường Bình Tây này. Và bắt đầu thì con đang đứng ở đầu đường Bình Tây, ngay chỗ giao với chỗ đường Trần Quang Kiểu đó các cô chú, anh chị. Hồi thì chúng ta sẽ đi vòng xuống dưới rồi đi ngược lên thì trở về chỗ này. Bây giờ thì mời các cô chú, anh chị và các bạn lên xe, chúng ta đi nha các cô chú, anh chị. Thông thường thì những con đường ở Sài Gòn Chợ Lớn vào cái thời Pháp thì nó sẽ có cái tên tiếng Pháp các cô chú, anh chị, rất là nhiều tên. Tuy nhiên thì vẫn còn một số tên mà nó có từ thời Pháp rồi đi qua Việt Nam Cộng Hòa tới bây giờ luôn, chưa có đổi tên lần nào hết. Trong khi đó thì có những cái tên đổi tên liên tục, có cái đường thì đổi tên cả chục lần, rất là hay. Chúng ta đi tới cái ngã tư là ngã tư Bình Tây với đường Gia Phú. Ở phía bên kia thì có một cái trường. Các cô chú anh chị thấy là dây điện ở đây cũng quá chừng. Ngay những góc ngã tư cả nùi như là cái mạng nhện. Đây này thì chỉ có một đoạn ngắn thôi, chưa tới 300 m. Nó tương đương với cái đường Alexander Road ở ngoài quận nhất. Những nhà cửa ở đây thì con Trân Bùi thấy là họ xây lên 3-4 tầng. Chúng ta tới một cái trường nữa. Hiện nay thì có trường cấp 2 Bình Tây. Ngay góc này thì có một cái nhà cũng cũ rồi. Ngay góc đường Bình Tây với Phạm Nhân Chí là các cô chú anh chị. Phạm Nhân Chí cũng là một con đường mà có tên từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Trước mặt các cô chú anh chị là cái ngã ba, đó là đường Bảy Sậy, là cuối đường của đường Bình Tây rồi. Ở chỗ này là cuối đường này các cô chú anh chị. Ở phía bên kia là kênh Hàng Bàng, ở phía sau những căn nhà này đó là con kênh
thì những cái nhà trước mặt các cô chú anh chị thì là người ta đang tức là con của mình thấy là đang đập bớt một số nhà, có thể là những cái nhà đập hết luôn các cô chú anh chị sau này để làm cái công viên cái gì đó. Cái kênh này thì được nạo vét, hy vọng mai mốt thì chỗ này nó thông thoáng hơn. Thời gian sau thì con sẽ trở lại đây thì con ghi hình cho các cô chú anh chị cập nhật cái hình mới nhất cho các anh chị xem. Đường bãi sậy này thì con cũng đi rồi một lần ở trong những cái video trước đó, thì mình có một cái video về bãi sậy, các cô chú anh chị có thể chúng ta tìm lại cái con đường, cái video mà con đi đường bãi sậy để mình xem nha. Rồi bây giờ thì con sẽ vòng lại. Cầu Phạm Thiên Chí ở dưới. Các cô chú anh chị đó là con đường Trần Văn Kiểu hồi xưa, bây giờ nó là đường Võ Văn Kiệt. Thì con đường Võ Văn Kiệt này là cái đoạn mà ngay chỗ ngân hàng ở quốc gia đó, nó là bến Trương Dương, rồi ngay chỗ đường Cộng Hòa tải xuống thì nó là bến Hồng Tử, còn cái đoạn dưới đây thì đó là Trần Văn Kiểu, và bây giờ thì tất cả gom lại thành con đường Võ Văn Kiệt. Hay nó còn một cái tên nữa là đường Đại Lộ Đông Tây. Thì đến đây thì con đã đi hết con đường Bình Tây rồi. Con cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của con Kim Bùi. Con chúc cho các cô chú anh chị có sức khỏe dồi dào và có được thuận lợi. Chúng ta cố gắng vượt qua những cái khó khăn trong năm 2020. Để nhận được những video mới nhất do con Kim Bùi thực hiện thì các cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút subscribe, tức là nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất. Con xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Chúng ta tiếp tục khám phá ở khu vực quận 6 này và con đường kế tiếp theo ở tượng ABC đó là con đường Bình Tiên.